Ok, xin chào các bạn. Mình đang ở gian hàng Zotac tại Computex 2018. Thì đây là những sản phẩm mà Zotac người ta họ mang đến cái lần sự kiện lần này. Thì chúng ta hãy cùng điểm qua những sản phẩm mà mình thấy nó mới và đặc biệt ha. Ok, và đây là sản phẩm vừa mới được giải EF Design Award ngày hôm qua. Thì mình đố các bạn đây là sản phẩm gì? Nó sáng một chút. Nhiều bạn nghĩ đây là SSD, không phải. Đây là một chiếc PC nhỏ bằng SSD. Và khoan nói về cấu hình, chúng ta hãy nhìn sơ về thiết kế. Chúng ta có một khe đọc khe nhớ ở đây, hai cổng USB Type-C, một nút nguồn ở đây, và đây là cổng nguồn. Thì hãy cùng xem về cái cấu hình. Đầu tiên thì nó sử dụng chip Intel N3350, có HD, có màn hình là HD Graphics 500, 4GB RAM DDR3, ổ cứng 32GB eMMC, có Wi-Fi AC, cổng LAN và Bluetooth. Cổng LAN thì mình chưa thấy, chắc là họ sử dụng ở một số cái đồ mở rộng. Và đây là ba lô chơi game Zotac VR Go, dùng để chơi game VR. Thì cái ba lô này sử dụng chip Intel i7-77T, có 16GB RAM DDR4 240, ổ cứng SSD ghi 240GB ha. Rồi ok, thì cái sản phẩm này MSI họ cũng có, họ cũng từng ra mắt rồi. Sản phẩm này em thấy nó tương tự thôi. Và lần này thì mình thấy là Zotac mang rất là nhiều cái sản phẩm mà nhỏ gọn tới đây. Ở đây chúng ta có cái gì đây? Ok, chúng ta có một cái Zbox CI660, cũng là một chiếc mini PC thôi, nhưng mà nó sẽ có cấu hình cao cũng như là không dây. Và đây một chiếc mini PC khác. Ở đây chúng ta có một cái chiếc PC sử dụng cổng HDMI. Thì những các bạn sử dụng cái này, các bạn chỉ cần cắm vào TV của các bạn thì nó sẽ trở thành một cái PC khá là hay. Ở bên cạnh đó thì Zotac lần này cũng mang tới ổ cứng mới của mình. Mình mang ở đây một chút. Ổ cứng này có tên gọi là Sonix 480GB. Thì Zotac họ công bố là cái sản phẩm này có tốc độ đọc khoảng 2GB8 và tốc độ ghi là 1GB4. Mình sẽ đánh giá cái sản phẩm này khi mà mình có cái sản phẩm này ở Việt Nam. Và nói thêm là cái sản phẩm này nó có được trang bị cái shield từ đằng trước đằng sau khá là đặc sắc. Và đây là một số cái máy sản phẩm này đã có từ năm ngoái rồi, mình cũng đã từng giới thiệu về sản phẩm này rồi ha. Đây. Máy khá đặc biệt là các bạn thấy được cái máy này được ngâm trong nước không? Mà thiệt là nó không phải nước đâu, nó là dầu đó. Và đó là gian hàng của Zotac. Mình sẽ đi cập nhật nhiều hơn trong vài bài viết của mình ha. Cảm ơn các bạn.